Hello các bạn. Chắc là hôm nay vì mình có được nhận được một hộp quà rất là xinh xắn từ từ chị Phấn. Và mình biết trong này đã có cái gì rồi. Mặc dù mình không nhớ là sách chị gửi mình là sách gì, nhưng mình nhớ, mình biết là chị có gửi cho mình một cái gì đó ở trong này. Nên là hôm nay mình sẽ dùng cái này để làm book shopping. Bây giờ sẽ cùng mở cái này ra nha. Bây giờ sẽ mở nước hộp quà này ra. Bạn trẻ con nó đang nói bên cạnh. Ở đây. Quyền này là mình mượn chị hay sao nhỉ? Quyền nạn đói. Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam. Quyền này hình như mình đi mượn hay sao ấy. Sẽ phải hỏi lại chị. Phải hỏi lại chị Phấn quyền này vì không nhớ là quyền này mượn hay là như thế nào. Ui. Xinh hơn, vô cùng tàn nhẫn và vô cùng yêu thương. Đây là một cái tấm thẻ đặc biệt mà chúng mình sẽ cùng cầm cái này và đi shopping ngày hôm nay. Đây chính là một chiếc gift voucher. Ui, cho sao nhiều này. Có tổng cộng là 5 gift voucher của nhà xuất bản Trẻ và một chiếc gift voucher của nhà Alpha Book Omega Plus ETS Gamma Sống và Made Inside. Tóm lại là đây là một chiếc gift voucher 500.000 của công ty cổ phần sách Alpha. Thì ngày hôm nay chúng mình hãy cùng cầm 1 triệu này đi mua sách nha. Thì sách này sẽ gồm có là sách của chị Phấn, của chị Trúc và của mình. Thì để xem là các chị sẽ chọn cuốn sách nào trước. Và chúng mình sẽ cùng đi mua ngày hôm nay nha. Chúng mình cũng đã cùng ấy ngả nhau đi đến hai bên. Một là bên Omega Plus và bên thứ hai là nhà xuất bản Trẻ rồi đúng không? Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng mở xem là mình đã mua những gì từ cái voucher đấy nha. Đầu tiên là hai cuốn sách của bên nhà Omega Plus mà mình đã mua cho chị Phấn. Thì cuốn đầu tiên đấy chính là Nghệ thuật minh họa áo mũ thời Nguyễn đầu thế kỷ 20 của tác giả là Trần Minh Nhật. Và cuốn này trời ơi, cái giá của nó lúc mà mình nhặt nó lên ấy, mình sốc luôn ấy. Giá của cuốn sách này là 435.000. Và cái lúc đấy chị bán hàng của bên Omega Plus chắc là cũng sốc mình lắm ấy. Và chị thấy kiểu mình hét lên ấy, mình kiểu trời ơi, mình đang gọi video call chị Phấn mà xong mình bảo trời ơi chị Phấn này đắt quá. Chị Phấn cũng bảo trời ơi đắt thế. Thế là hai chị em hò hét vậy. Thế sau cái lúc mình cụp máy đi thì chị bán hàng cũng bảo luôn mình là trong này toàn bộ sẽ là kiểu in màu. In màu thế nên nó mới đắt như thế. Và cuốn này thì nó lại không đúng cái thể loại mình hay đọc lắm, nên là cuốn này mình chỉ lấy hộ chị Phấn thôi. Nên là hãy mong chờ những cái ảnh, bức ảnh thật là xinh xắn từ bên chị Phấn nha. Cuốn thứ hai là một cuốn mà chị Phấn cũng nhờ mình mua hộ, nó rất là đam mê luôn. Thì đó chính là cuốn Cổ học tinh hoa, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân. Ủa tôi cận, nó không nhìn gì luôn. Đây, rất là đẹp. Và chị khen cuốn này lắm. Hay là hay ấy, cái kiểu triết lý tư tưởng này. Cuốn này thì nằm trong bộ tủ sách đời người. Và không thể đánh số ở đây ta. Không biết là cuốn này là quyển số bao nhiêu. À đây, quyển này là quyển số 15. Đấy, thì đây là quyển số 15 trong bộ sách tủ sách đời người. Mình không có sưu tập nguyên một bộ của tủ sách đời người, mà mình chỉ lấy những cuốn nào mà mình đọc được
và mình có đam mê với nó, giống như kiểu quấn không gia đình ấy đấy. Nên là những cuốn như thế này thì mình rất là tiếc là mình không chắc chắn là mua về sẽ không đọc, nên là đây là lấy cho chị phắn đồ quá. Sau đó thì mình có lượn sang bên của nhà xuất bản trẻ. Nhà xuất bản trẻ nó xa quá trời ơi, tận Đầm Trấu luôn mà lại chỉ làm ngày thường, trời ơi là trời. Mình có lấy một cuốn cho chị Trúc và chị có nhờ lấy, đấy chính là Chúa Trời Có Phải Là Nhà Toán Học của tác giả là Mario Livio. Đây, và lại còn in lần 2. Lúc đấy thì mình đã phải nhờ các bạn ở trong nhà xuất bản trẻ, các bạn tìm trong kho còn lại xem có hay không ý, vì lúc đấy là kho đầu tiên không có, nên là sang kho thứ 2. Rất may là nó vẫn còn, thế là mình sẽ gửi cuốn này cho chị. Mình lấy thêm 2 quyển nữa. Thì cuốn đầu tiên đó chính là Cảm ơn vì đến trễ, Thank you for being late, của tác giả là Thomas L. Friedman. Đấy. Thì tác giả này thì mình đã biết đến với cả cuốn Thế Giới Phẳng, nhưng mà mình chưa đọc. Nhưng mà cuốn này thấy ghi là cách thành công trong kỷ nguyên tăng tốc chỉ dẫn của một người lạc quan, nên là mình cũng tò mò muốn đọc thử xem sao. Và sau đó thì pin chủ này vẫn còn thừa tiền, vậy nên là đã mua thêm cuốn này. Tìm một lúc thì cũng ra, để chính là cuốn Của Để Dành, tác giả là Nguyễn Thị Thu Huệ. Và mình thấy cuốn này là cuốn truyện ngắn, nhưng mà hình như là về gia đình, nên là mặc dù truyện ngắn thì không phải là cái style mình hay đọc, nhưng mà có liên quan đến yếu tố gia đình thì mình vẫn sẽ chọn đọc thử xem sao, đặc biệt lại còn là của một tác giả Việt Nam nữa. Mình cũng đang muốn tìm hiểu nhiều hơn về những cái văn phong viết của các tác giả Việt Nam, nên là đây mình nghĩ sẽ là một sự lựa chọn không tồi một xíu nào. Sau đó mình đang không muốn unbox quá nhiều vì là mình đang tiết kiệm tiền, nhưng mà hôm vừa rồi thì theo như các bạn đã biết thì mình có sưu tập bộ truyện của Đông Nga rất là đẹp. Thì cuốn đầu tiên mình được tặng chính là cuốn Peter Pan. Sau đó thì cuốn thứ hai mình mua chính là cuốn Nàng Tiên Cá và Những Câu Chuyện Khác. Trời ơi, nó đẹp, đẹp xỉu luôn ý, đẹp cục. Đấy. Thế nên là sau khi mà mình có tiền thưởng thì mình đã lấy thêm cuốn còn lại. Và đương nhiên rồi, cái thùng sách này mình vẫn lấy đến từ nhà của chị Che. Các bạn hãy vào đó mua nhé, bởi vì sẽ được giảm giá rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ phải mở cái này ra. Ta-da! Uma! Uma! Yes! Đây, đây là những cuốn sách mình đã mua của bên chỗ chị. Tiệm sách cũ Che. Ủa, sao bà đã tên là Che ta? Mình không hiểu nữa. Đây, trời ơi, Alex ở xứ sở diệu kỳ và Alex ở xứ sở trong gương. Mẹ ơi, trời ơi, xuất sắc, xuất sắc quá đi. Piu 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 piu. Trời ơi, các bạn có thể nhìn thấy nó rất là đẹp luôn. Xong rồi ở bên trong. Thế là tôi có đủ 3 cuốn rồi các bạn ạ. Wow. Ew. Hay quá, hay quá. Và sau đó thì khi mình mua thì mình hầu như mình không bao giờ mua một quyển cả, bởi vì là nó cũng cùng một cung ship ý. Thế là mình đã pick thêm những cuốn còn lại, 2 cuốn còn lại. Chị bên tiệm tre thì đã biết đến là những cái cuốn sách cũ mà kiểu hiếm ý, chị được tìm được. Trong đấy có 2 cuốn, đầu tiên là Cuộc Gặp Gỡ Mùa Hè của tác giả là Takashi Hiraide. Ừ, đây. Có lần một cô gái trẻ đi ngang qua con đường ánh chớp, dừng chân ngồi nhìn chibi. Con mèo không bỏ chạy, nhưng ngay khi cô gái định đưa tay lên toan chạm vào chibi thì nó lập tức né tránh. Giây phút chibi cự tuyệt cô gái trẻ, dường như tôi cảm thấy có một luồng ánh sáng xanh leo lét lạnh lẽo lướt ngang qua. Để đọc thử xem thế nào, vì cuốn này mình lúc đấy mình mua là vì lý do gì ta. Mình không biết là vì sao mình lại mua cuốn này nữa. Nhưng mà thôi, đọc thử xem nào. Cuốn thứ hai là cuốn Bị Bán của tác giả là Patricia McCormick, đến từ nhà xuất bản Phụ Nữ, và là một cuốn sách khá là cũ rồi. Gia đình của Lakshmi sống trên núi Nepal thì họ nghèo đến nỗi là một mái nhà lợp tôn để cơn mưa đến không bị dột, thức ăn đủ để bụng không bị đói cũng là một ước mơ xa vời. Thì gã bố dượng ham mê cờ bạc đã bán cô bé cho một người đàn bà xa lạ, để cuối cùng số phận đưa đẩy em đến một nhà chứa
phía bên kia biên giới Ấn Độ. Cô bé 13 tuổi đã bị ép buộc và bị đánh đập tàn nhẫn và bị tiến hành nô lệ tình dục với những ký ức kinh hoàng. Ôi mẹ ơi, đau xót quá. Trời ơi, má ở đây nữa mà còn có dấu. Các bạn nào bán bán đi. Đấy là tất cả những cuốn sách mình đã mua. Hy vọng là các bạn đã có một trải nghiệm thú vị đi book shopping với mình. Và hy vọng là sẽ các nhà xuất bản sách sẽ có nhiều những cái voucher mới hơn cho các bạn để tất cả mọi người đều có thể mua được nhiều sách hay và có động lực để mua sách như mình. Bây giờ clip chỉ đến đây thôi. Bye bye các bạn. Bye bye.